đây để tiếp tục chương trình Nhà Tâm. Nhưng đây một số quý vị trước giờ trong đêm đã nghe những tiếng hò la lớn, đó là anh Tài, một trong những thành viên của đội bóng đá Việt Nova của tiểu bang này, và tất cả những anh em ở đây cũng có một cái truyền thống muốn tiếp tục, thì anh Tài cũng không ngoại lệ, đó là chúng tôi có một cái quả banh để trao lại lưu niệm cho anh Tài. Do đó chúng tôi xin được mời tất cả các anh em đá banh cũng như các phu nhân của các anh em, ngoài trừ hình như là còn có 4 người độc thân thì phải. Đó là Bảo, Thái, Lý và Hùng. Thì chúng tôi xin mời tất cả các anh em đã từng tham gia đá banh cùng với anh Tài xin lên đây để chúng ta chụp tấm hình lưu niệm. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói sơ về anh Tài. Anh Tài đã từng là một trong những cầu thủ mà chúng tôi được biết là một OG, original player của đội Việt Nova, tham gia từ năm 1992, và hiện tại anh Tài vẫn tiếp tục tham gia trong những cái tournament của local cũng như là outstate. Và anh Tài không những là những cầu thủ, anh Tài cũng là huấn luyện viên của đội FC Sóng Chùa. Xin quý vị cho anh Tài một tràng pháo tay thật lớn, là một trong những cầu thủ rất là khác và được rất là nhiều người hâm mộ cũng như là hâm dọa. Xin mời anh Trí lên đây để tặng cái vé banh cho anh Tài. Okay, can we take a picture first and then we'll do the ball, okay? So.
Thì hôm nay mà đi qua tham dự World Cup thì thôi là cảnh sát nó đi theo dõi 24/24 rồi. Rồi tí nữa nha, cho mời quý vị về dùng. Ok, rồi. Tí nữa quý vị sẽ trở lại nha. Tôi đã